Xin chào bạn, mình là Di đến từ Sinca Acoustic ha. Hôm nay mình sẽ làm một clip review về cây đàn Enya X1. Đây, chính là cây này nha. Thật ra cái clip á bạn mà về chất tiếng con này chắc các bạn có thể kiếm được hàng hà sa số trên YouTube rồi. Thì hôm nay mình làm clip này mình vẫn có clip chất tiếng nha bạn. Nhưng mình muốn nói cho các bạn nhiều hơn về cái cảm xúc của mình và cái cảm giác khi mình khi cầm lên cái đàn này. Nó như thế nào ha. Rồi, đầu tiên cái cảm giác cầm cái đàn này chính là nó nặng. Cái đàn nặng lắm bạn. Cây đàn này nó nặng chắc phải gấp rưỡi một cây đàn thường nha. Cây đàn nặng lắm. Thì nhiều người họ cũng thích nặng, nặng nó sẽ làm cho họ có cảm giác cầm hơn, có cảm giác cầm nắm hơn, nó đầm tay hơn ha. Rồi cái cảm giác thứ hai của cái đàn này á là gia công rất là đẹp nha, rất là đẹp. Vì sao nó gia công đẹp thì các bạn có biết á, là tất cả những cái cần đàn nè bạn, những cái ngựa đàn nè ha, là họ được làm từ gỗ ebony nha bạn, gỗ đen và đen tuyền luôn, nó rất là đẹp. Đây mình có một cái cần rời như thế này, đây mình sẽ cho bạn coi ha. Đây đó, cái cần nó đen tuyền luôn, nó rất là đẹp nha. Đa số á, thì mình lại thích cái cần đen nhiều hơn là một cái cần mà nó bị móc móc đó bạn, nó hơi trắng trắng xám xám á, nhìn nó hơi có cảm giác dơ. Còn cái đàn cần đen này nó nhìn vô có cảm giác nó rất là ngầu và rất là đẹp. Cái cảm giác thứ ba nữa là khi cầm lên cái đàn này á, là nó có cảm giác là gia công của nó cực kỳ tốt, tốt lắm. Những cái phím đàn đó bạn, những cái phím đàn họ đóng lên đó, họ cắt rất là đều và rất là mịn tai. Ở những cái cảm giác mà mình vuốt cái đàn lên như này bạn, mình không có cảm giác bị cộm và không có cảm giác bị bén. Mình đánh giá rất cao về phần này. Vì đa số những cái đàn á mà nếu mà họ làm không kỹ, các bạn có kéo những cái hộp âm lên đó bạn, mấy bạn kéo vậy nè, nó sẽ gây bị thương cho các bạn. Có nghĩa là nó bén và nó sẽ cắt cái ngón tay chúng ta chảy máu ha. Trong khi cái này các bạn có thể kéo đi rất là dễ dàng nha. Đó, ok lắm. Cái cây này á thì khóa cũng đẹp, thùng cũng đẹp nữa bạn. Có nghĩa là cái thùng này nè, họ những chỗ này họ không phải là vuông góc nha bạn, mà nó làm nó một cái bầu nhẹ mà nhìn ở trên máy ảnh thì chắc chắn chúng ta không thấy. Thì lúc trước mình cũng có review một cái cây là cây Echo á bạn, thì mình có để cái link trên góc đây ha, mấy bạn có vô coi cái Echo đó thì các bạn vào và xem thử nha. Cái đường này nó làm cho mình mượt, và khi mình để cái tay lên á, nó không có bị cái góc vuông ở đây nó làm đau cái cánh tay của mình. Một cái sự chăm chút một cách nhẹ thôi, nhưng mà mình cảm thấy được là cái họ quan tâm đến khách hàng họ như thế nào nha. Enya thì mình có nhiều mã hàng bạn, mình có từ mình bán Enya từ những ngày đầu tiên, những cái ED18 đầu tiên cách đây 5-6 năm về trước là mình đã bán Enya rồi, và mình rất là đánh giá cao cái đàn Enya ha. Nó là một hàng của Mỹ nha, nhưng nó được gia công tại Trung Quốc. Thì bây giờ cái gì cũng gia công Trung Quốc các bạn. Thậm chí cái iPhone nó bạn xài nó vài chục triệu, 20-30 triệu nó còn Trung Quốc mà. Thì cái đàn nó gia công Trung Quốc thì mình cảm thấy bình thường thôi. Mình bỏ qua được những phần đó, mình cảm thấy nó không là gì hết ha. Rồi, cái chất âm cây đàn này ra nó rất là vang nha bạn. Rất là vang và nó rất là... tiếng dây nó vẫn có nhưng nó hơi ấm áp nha. Những người thích cây acoustic mà nó không phải quá đanh, không phải quá gai góc, các bạn có thể chọn cây này nha. Cái tiếng nó vẫn trầm ấm nha bạn. Nó không tại nổi là tiếng dây theo kiểu bọn châu Âu đâu. Như lúc trước á là mình có làm một cái cây của GS Mini của Nhẫn á, thì cái cây đó cái tiếng dây nó rất là hay, nó rất là gai góc, rất là acoustic kiểu châu Âu. Nhưng mà cây này á, thì nó mình lại cảm thấy là nó phù hợp với người Việt Nam hơn. Tại vì người Việt Nam mình thích cái đàn nó hơi trầm ấm một chút xíu, nó vang sáng quá họ cũng không thích, họ nó có đó chát quá ha. Thì cây này nó đáp ứng được chuyện đó. Có nghĩa là acoustic nhưng vẫn có một chút xíu trầm ấm trong đó nha. Đó là cảm giác của mình ha. Rồi cái đàn này á bạn, là nhà sản xuất á, họ quảng cáo là khi chúng ta gỡ cái nút này ở đây ra nè, chúng ta sẽ lấy được cái cần ra. Đây mình đã lấy ra được cái cần nha, bạn coi rồi ha. Đây ở trong cái cần họ làm như thế này nè, gia công rất là đẹp mấy bạn nè. Tới ở trong cái cần mà họ gia công còn đẹp như thế này thì ở ngoài họ gia công đẹp đó là chuyện bình thường. Cái này là mặt trong thôi đó mà nó còn đẹp vậy.
Nhưng mà mình khuyên các bạn về, các bạn xài đi, mấy bạn đừng có tò mò tái máy, mấy bạn mở ra làm gì. Tại thực ra khi mấy bạn mở ra, các bạn gắn vô nhiều khi nó có một cái sự sai lệch gì đó nếu bạn không hiểu và không cẩn thận nha. Rồi, cây này á, mấy bạn có thể tham khảo về cái clip test của mình ha. Thì tất cả các clip của mình đó bạn, mình làm mình đều không có chỉnh sửa bằng âm thanh lại để cho các bạn nghe và các bạn cảm nhận được chất âm thật nhất. Mình không muốn làm nó quá tốt để rồi sau này các bạn lấy cái đàn về bị hụt hẫng nha. Mình luôn để nó chân thật nhất, các bạn nghe và các bạn về, các bạn sẽ thử nó từ cảm giác bằng hoặc hơn, các bạn sẽ không có cảm giác hụt hẫng nha. Nó hay lắm bạn, vẫn có tiếng dây và vẫn có cái độ trầm ấm nha, chứ nó không phải là đanh như những cây acoustic khác. Ha, cây này mình có giá bán là chưa tới 3 triệu nha bạn. Một cái đàn đáng mua, phụ kiện thì tặng cho một nùi luôn. Mình có cái clip mà đập hộp cái NGS1 này nha, nằm ở trên đây nha. Các bạn vào coi cái clip đập hộp NGS1 của mình nha. Rồi, bây giờ nghe thử chất âm đây. Âm nó rất là đặc biệt của nó nha bạn. Nó rất là NGS1, nó rất là nó có độ trầm ấm, nó vẫn có tiếng dây, nó vẫn là acoustic nhưng mà acoustic kiểu nó hơi trầm ấm xíu. Theo mình là cảm giác mình là vậy nhé. Rồi, mình là Duy đến từ Sơn Ca Acoustic nha. Đây là một cái phần rất là thủ tục nhưng mình phải nói. Mình có website, có fanpage, có Zalo, có tất cả mọi thứ ở dưới phần ghi chú. Các bạn có mua đàn ủng hộ mình nha. Các bạn có câu hỏi gì comment ở phía dưới, mình sẽ trả lời hoặc mình sẽ làm clip cho các bạn ha. Nếu câu hỏi hay mà mình thấy nhiều người hỏi thì mình sẽ làm hẳn một cái clip cho các bạn. Rồi, nếu các bạn thấy nếu các bạn thấy video clip này hay và bổ ích, các bạn cho mình xin một like, một share trên trang mạng xã hội và một subscribe nha. Nhớ nhấn cái chuông để nhận được những video clip mới nhất nha. Rồi, xin chào và xin hẹn gặp lại vào một clip gần đây nhất.